các bạn ạ thực ra khi mà mình mang cái này đến văn phòng vật với thì nhiều anh em sẽ hỏi là ủa đây là máy khử mùi hôi chân à? nhưng thực chất đây là máy massage bấm huyệt của Xiaomi là Xiaomi Leravan và mình mới mua ở trên TCS bảo hành chính hãng luôn Mức giá thì có 1 ,6 triệu 6 thôi nhưng mình thấy rất là hời Thực ra đây không phải là một video ăn tiền và bốc phép Nhưng mình chính thức đã trở thành một fan nghiện massage chân nhờ cái máy này Mình có thể ngồi hàng giờ, hàng ngày để massage chân Mặc dù là massage liên tục thì nó cũng không tốt đâu Và lý do tại sao mình là con nghiện ý, thì các bạn hãy xem hết video nhá Mình đã sắm cái máy này cho bố mẹ rồi đấy Thề, nói điều à không mình không chắc chắn không nói điều <laughs> Thank mm -hmm. you. đầu tiên chúng ta hãy cùng điểm qua vai trò của việc massage chân như mọi người. Thật ra thì nghe đến massage là ai cũng cảm thấy thích thú rồi đúng không? Cảm thấy tê dại thậm chí là nổi cả da gà rồi. Nào là massage cổ vai gáy này, à, massage mặt này, massage da đầu này và thậm chí massage chân là một thể loại thư giãn không kém phần thích thú luôn. Thường thì mình hay massage chân khi mà mình đi du lịch ấy, à, với những cái địa điểm du lịch mà mình phải đi một ngày dài đi bộ nhiều thì tối sẽ massage chân và massage chân với mỗi độ tuổi thì nó sẽ có công dụng khác nhau nếu như là tầm thiếu niên thì massage sẽ giúp cho thư giãn này nếu như là dân văn phòng à, hoặc là thanh niên như mình massage chân sẽ giúp phòng chống bệnh tật này đả thông kinh mạch này điều hòa khí huyết này và các bạn mà đi giày cao gót nhiều hoặc là đứng nhiều thì massage chân sẽ giúp giảm đau nhức xương khớp rồi là người cao tuổi như bố mẹ mình thì sẽ cũng giảm chứng đau bút xương khớp này tê mỏi tay chân này và xoa so bóp lòng bàn chân ở cái máy này còn giúp cho cải thiện chức năng dạ dày gan và các cơ quan tiêu hóa khác đối với đối tượng là người cao tuổi Và tại sao sử dụng cái máy này nó lại phê đến như vậy <laughs> Thật sự ấy, nhiều khi là mình đi massage chân ở ngoài thì sẽ có kiểu lực người bóp nó sẽ không được như ý thì đối với chiếc máy massage chân bấm huyệt này, nó kích thích 64 điểm trên bàn chân và đạt hiệu quả thì mình thấy là massage được 360 độ luôn. Nói chung là toàn bộ bề mặt bàn chân tác dụng lên các huyệt đạo liên kết với cơ thể này, từ gan bàn chân này, mu bàn chân này, rồi là gân gót này, rồi là đầu khớp ngón, Ừ, có chân nữa, nói chung là tổng thể luôn. Và cái máy Xiaomi Leravan này còn có thiết kế con lăn đôi ở bề mặt tiếp xúc với chân và theo dạng nó sẽ là kiểu lượn sóng chân ý các bạn và nó ôm sát trải dài từ gót chân cho đến đầu ngón chân. Mình thấy nó còn bao phủ cả lòng bàn chân và gan bàn chân nữa, nói chung là rất là ôm, nó tiếp xúc đầy đủ luôn. Và phần các khớp đầu ngón chân cũng như là gót chân được xoa bóp nhào nặn cảm giác như là động tác massage của tay người thật luôn à, Còn cái con lăn ở phần giữa lòng bàn chân ấy nó giúp trà sát bấm huyệt, nó giúp cho khí huyết mình cảm thấy là được lưu thông tốt hơn và thoải mái nhất là cái con lăn massage này lại còn kết hợp với cả hai cái túi khí ở mu bàn chân và phía sau gót chân nó ôm gọn cái mắt cá chân luôn ấy giúp tạo lực nén lên toàn bộ mu bàn chân trong quá trình mà mình massage vẫn tạo cảm giác là rất là thoải mái mà nó không hề bị đau và massage bằng tay người thì mình chắc chắn là sẽ không thể nào mà tác động cùng một lúc lực phủ toàn diện đến như vậy. Cả mu bàn chân này, gót này rồi cả lòng bàn chân các kiểu nữa, thế luôn. Ba đầu sáu tay đâu mà như thế được bạn là đúng không? và mình thấy là trong quá trình mà sử dụng Xiaomi Leravan ấy nó còn cực kỳ phù hợp với đối tượng như mình, à, những ai mà hay bị lạnh chân vào mùa đông, vì nó có hệ thống sưởi ấm nhiệt bốn mùa luôn, nói chung là giữ chân ấm này và mát xa trước khi đi ngủ, với cả một cái nhiệt độ giữ ấm như thế thì nó sẽ giúp giấc ngủ sâu và ngon hơn. đấy là tại sao mà nó lại phê như mọi người. và cái điểm tiếp theo mà mình thấy cực kỳ thích cái này đó chính là dễ dàng sử dụng, dễ vệ sinh, tháo lắp. đây là một sản phẩm mình phải nói là thân thiện và rất dễ sử dụng mọi đối tượng đều có thể dùng được nên là các bạn có thể mua cho phụ huynh xài các cụ sẽ rất là dễ điều chỉnh với bảng điều khiển thông minh một chạm cực kỳ nhạy này luôn lúc đầu mà mình mới mua về ấy, thì mình cũng không cần đọc hướng dẫn sử dụng mình có thể sử dụng được luôn và hướng dẫn cho bố mẹ thì bố mẹ cũng chỉnh được luôn nói chung là dễ hiểu lắm các bạn có thể tùy chỉnh được cường độ massage cũng như là cường độ co bóp túi khí với 3 cấp độ từ nhẹ trung bình đến cao tương ứng với low mid và hai đó. Và chúng ta sẽ tắt bật được chế độ sưởi ấm nhiệt. vậy công tác ở phía bên ngoài cùng bên phải. Tùy chỉnh thời gian massage 15 phút hay là 30 phút. Nếu các bạn để đèn đỏ thì là chế độ 30 phút, còn đèn trắng là 15 phút. Thiết kế này thì còn có tay cầm rất là dễ mang vác và trọng lượng của máy thì mình thấy là tất cả đều được làm bằng nhựa rất là cứng cáp và chắc chắn nên là nó nhẹ nữa, mình có thể vác chạy loanh quanh trong nhà cũng được. Ở phần dưới thì sẽ có chân đế chống trượt nên là các bạn khi mà massage để trên mặt sàn ấy sẽ không hề bị trơn hay tuột đâu. Và cuối cùng là lớp vỏ vải bọc ở cái phần mát xa chân ấy nó rất là dễ tháo rời để chúng ta có thể đem đi giặt và vệ sinh. Và như các bạn thấy đấy, mỗi lần mà mình đi mát xa chân ấy thì cứ tính trung bình là khoảng 100 nghìn đi. Khi mà mình mua chiếc Xiaomi Leravan này rồi thì giá khoảng 1 triệu 60 nhưng mà mình dùng trọn đời luôn, được bảo hành chính hãng. Mà còn có thể mang đến và cho anh em văn phòng thuê, thu tiền mỗi người mỗi lần thì mình lấy rẻ thôi. 80 nghìn là mình có thể thu hồi thu lời được đúng không? Và đảm bảo ai cũng thích cái máy massage chân này luôn nếu như các bạn cũng quan tâm và muốn làm một người con có hiếu có thể mua dành tặng sản phẩm này cho bố mẹ hoặc là thậm chí là cho chúng ta sử dụng cũng được luôn bởi vì là ai cũng có thể phù hợp mọi lứa tuổi từ thanh thiếu niên cho đến trung niên và người cao tuổi massage chân bấm huyệt nó sẽ có tác động tốt đến sức khỏe của chúng ta phòng ngừa được bệnh này cũng như là hỗ trợ điều trị này kia về xương khớp các kiểu ấy mọi người có thể tìm hiểu và tham khảo thêm nhé còn nếu như các bạn muốn mua sản phẩm này chính hãng thì có thể tham khảo tại TCS vì mình mua ở đấy uh, link mình sẽ để mua Tại chi tiết phía dưới luôn nhá Còn bây giờ thì bye bye Tiếc là có mỗi một màu trắng thôi Úi rồi ôi chân tôi này